tin phóng viên chúng tôi vừa thực hiện, vào chiều nay Phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Phòng Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong lĩnh vực thông tin và truyền thông, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an thành phố Hà Nội và Công an các phường trên địa bàn thành phố bắt giữ đối tượng Asasik Serehi, sinh năm 1985, quốc tịch Ukraine, đang có hành vi rút trộm tiền tại cây ATM của ngân hàng ANZ trên địa bàn phố Hàng Mắm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, vào ngày 4 tháng 4 năm 2015, Asasik Serehi nhập cảnh vào Việt Nam để đi du lịch. Ngày 14 tháng 5, khi đang di chuyển bằng xe máy trên đường, đối tượng nhặt được một ba lô, trong đó có chứa 396 thẻ. Trên thẻ không ghi bất kỳ thông tin nào, được đánh số thứ tự, cùng các mẫu giấy vàng ghi số thứ tự và mật khẩu của thẻ, 4 mũ và 10 khẩu trang. Sáng 15 tháng 5, đối tượng cầm số thẻ trên đi rút tiền thử tại cây ATM của ngân hàng HSBC và ANZ. Mặc dù phát hiện đây là thẻ ngân hàng giả, nhưng đối tượng vẫn tiếp tục đi rút tiền tại các cây ATM của ngân hàng HSBC và ANZ. Khám xét nơi ở tại phòng 303 khách sạn Nova, lực lượng chức năng thu giữ 336 thẻ dạng từ, 88 triệu đồng tiền mặt cùng một số tang vật có liên quan và gần 53 triệu đồng tiền mặt trên người. Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra vụ việc.